em, mời chị. Chào em. Yeah. Rồi mời chị ngồi. Trước tiên thì để Thành Nguyên gửi cái microphone chị cầm lên giùm em nha. Chị cầm giống vậy này. À, chị cầm sát vào. Dạ, quay ngược lại. Đúng lại. Đây này. Cho đầu này nó lên này. Đó. Thì làm như vậy là nó ngợp á. Dạ. Rồi chị bỏ gần vào cho em tí nha. Gần vào giống em này. Đó, đúng rồi. Vâng, lời đầu tiên Thành Nguyên mến chào chị đã đến với kênh của Thành Nguyên. Chồng em. Dạ. Chúc vợ chồng em bước qua năm mới được an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn chào chị rất tất nhiều. Tất cả bà con anh chị em trên cộng đoàn và công an. Dạ. Trước tiên thì chị cho em hay nào, chị đến từ đâu và chị đi cùng ai? Hai chị em đi với nhau. Hai chị em. À, chị đến từ đâu chị ạ? À? Chị đến từ Nhân Trạch. À, từ Đồng Nai. Dạ. Yeah. Mình xuất phát từ Đồng Nai đi về đây là lúc mấy giờ ạ? Xuất phát lúc đấy hơn 8 rưỡi. Hơn 8 rưỡi. Ờ. À, Thành Nguyên thì hôm nay có công việc ở Sài Gòn. À, cho nên là Thành Nguyên đi lên đây rồi Thành Nguyên hẹn các chị đây cho nó tiện. Yeah, chứ không là phải các chị phải đi về Cần Thơ thì nó cũng hơi xa xôi cách trở. Chị thì nói đúng ra thì về Cần Thơ cũng rất trở, cũng xa đấy, nhưng đều cũng muốn đi cho biết. Dạ. Yeah. Giống như là có cái dịp. Vâng. Thế là qua đây cũng thích, cũng vui. Dạ. Yeah. Trước tiên thì chị giới thiệu bản thân cho em, họ tên của chị đầy đủ là gì, bao nhiêu tuổi và công việc mình hiện tại sao hả chị ha? À, chị là Nguyễn Thị Hai. Nguyễn Thị Hai ạ? Hai. Dạ, Nguyễn Thị Hai. 1970 hả chị? Dạ, mình là năm nay là năm 2, 53 rồi ha. Dạ. Bây giờ chị cầm sát lên giống em đó, đúng rồi. À, dạ vâng, lời đầu tiên Thành Nguyên bên chào chị đã đến với kênh của Thành Nguyên. Em ơi, chị chào em. Dạ. À, trước tiên thì chị cho em hay nào, chị ngày hôm nay chị đi cùng ai và chị đến từ đâu? Chị đi với chị ruột, chị cả. À, chị ruột của mình. Dạ. Đồng Nai. À, đến từ Đồng Nai hay gì? Dạ. À, vậy là mình xuất phát từ Đồng Nai đi về Sài Gòn đây là lúc mấy giờ chị ạ? Chị bắt đầu đi là hơn 8 rưỡi. Hơn 8 rưỡi. Dạ. À, ngày hôm nay thì Thành Nguyên có công việc đi lên Sài Gòn. À, cho nên là Thành Nguyên có hẹn các chị khi mà các chị gọi điện cho Thành Nguyên á thì ấy lên đây cho nó gần. Dạ, chứ không là mình phải đi về Cần Thơ, đi về văn phòng của Thành Nguyên để phỏng vấn. Dạ. Thì Thành Nguyên cũng chỉ có 2 ngày nữa là Thành Nguyên đã nghỉ Tết rồi. Còn có 2 ngày nữa là Thành Nguyên đã nghỉ Tết rồi, cho nên là còn nếu như các cô chú anh chị nào muốn phỏng vấn thì phải chờ qua năm. Phải chờ qua năm thì Thành Nguyên mới làm lại. Dạ. À, rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân cho em xíu nào. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi và công việc mình hiện tại sao hả chị ha? Chị tên Nguyễn Thị Hai. Nguyễn Thị Hai. Hai. Dạ. Chị sinh năm 70. Sinh 1970. À, vậy là năm nay là năm 2. Dạ. Chị Hai hiện tại đang làm công việc gì không chị? Chị thì bây giờ chị gần một năm nay chị không có làm gì hết. Dỗ cháu, hỗ trợ ngoài. Mấy năm trước thì đi làm lập đồng làm phụ. À, vậy hả? Bây giờ cháu con nó lên lập gia đình thì, yeah. Thì chị lại ở nhà. Dạ, yeah, rồi con nuôi lại. Dạ. Yeah. À, cái tình trạng hôn nhân của chị Hài là như thế nào, chị chia sẻ cho Thành Nguyên nào? À, chồng chị mất sớm, mất từ lúc chị ba đứa con và đứa cả thì chồng mất là mới có 13 tuổi. 13 tuổi. Và đứa út là 6 tuổi. Dạ. Yeah. Bắt đầu chồng mất. Chồng mất mà chị cứ cố gắng chị ở vậy nuôi con. Dạ. Yeah. Tới giờ hôm nay thì con chị trưởng thành và có gia đình, có cháu. Dạ. Yeah.
Rồi cái khi mà chị đến đây á, thì các con của chị cũng như là người thân có ai biết và ủng hộ chị không? Có. Con chị là cái đứa con gái nó có gia đình rồi, nó bảo mẹ mẹ đi mẹ đi xem cho con thấy hay lắm mẹ, mẹ đi đi kiếm người nào phù hợp về chuyện trò tâm sự cho nó vui. Nó vui, nhiều lúc mẹ buồn tụi con có ở nhà mẹ buồn. Yeah. Cái thằng út như vậy, thằng út thì chưa có gia đình, út năm nay được 21 tuổi. Vâng. Đi làm về nhiều lúc nó thấy mẹ ngồi chỗ mà mẹ sao mẹ buồn vậy. Thôi thôi giờ mẹ đi kiếm, kiếm người nào đi nói chuyện tâm sự cho vui. Tôi lúc vui lúc buồn thì mẹ buồn. Anh chị có gia đình rồi, có cháu rồi, còn con cũng có bạn rồi, còn có người đi kiếm mẹ. Cháu nó bảo chắc phải hơn tháng đây nữa. Vậy là các con đang ở cùng với chị hết ha? Ừ, mấy con dâu rể gì ở chung với chị. Vui ha. nhà thì con gái nó làm từ hôm bây giờ chắc phải 7-8 tháng đấy rồi mà cháu nó không có xuống, nó không ra ở. Tại vì ở trong cái vườn của chị là hơn công đất thì cho cháu gái ra trước, cháu gái nó lập gia đình ra trước. Yeah. Mà nó về bên nhà nó nấu nướng, nó ăn uống xong đi nó lại qua bên chị nó chơi, nó ngủ bên này. Yeah. Sáng về bên nấu ăn. Vui. Dạ. Yeah. Chị Hai có thường xuyên xem kênh của Thành Nguyên không ạ? Có, chị cũng xem, tại vì chị không biết kênh của em đâu. Cách đây chắc phải gần 2 tháng á. Yeah. Dạ. Bà chị ở trên Vĩnh Long á, bà chị ở trên Vĩnh Long chị gọi điện về đây. Hay ơi, cái kênh đó hay lắm. Em cứ kết nối ơi. Kết nối thôi chấm vô trong copy á. Thì em cũng hay lắm. Thế là chị cũng coi. Coi thì thấy cũng hay mà thấy thiệt hà, người ta ai lên đấy cũng phải là thiệt hà 900. Dạ. Nên thì chị mới khoảng cái thôi đi lên đây nhờ em giúp chị. À, vậy là chồng của chị mất là tính ra được bao nhiêu năm rồi? 13 năm rồi. 13 năm. Rồi trong khoảng thời gian đó thì chị Hài có tìm hiểu thêm ai khác không? Không, chị cũng có tìm hiểu thêm. Mà chị thấy ở ngoài đời không có thiệt tình với mình. À, cũng có nhiều người tới lắm, chứ phải là không, nhưng điều gì cũng có thiệt tình. Dạ. Thấy giống như là nó xào xạo thế nào. Có nghĩa là không ai xác minh dùm cho mình. Dạ. Dạ. Còn như trên kênh của Thành Nguyên á, là lên đây á, thì có giấu cái gì giấu, nhưng mà lên đây là lòi đã hết à? Bởi vì là hàng xóm láng giềng, anh em bà con bảo đó, lên đây mà xào xào là thôi người ta báo lại cho Thành Nguyên ngay. Dạ. Dạ. Rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Và khi mà người ta báo lại đó thì Thành Nguyên sẽ không có kết nối với những người đó. Dạ. Mặc dù là Thành Nguyên đã xác minh danh tính rồi, Thành Nguyên sẽ lưu lại những cái thông tin cá nhân cũng như là những cái gì liên quan. Thành Nguyên xác minh hết rồi. Nhưng mà có những cái điều ở một cái góc độ nào đó người ta không có nói ra đó chị. Thì cái được mình không được, mà cái mất nó sẽ rất là nhiều. Nó mất hình ảnh, nó mất uy tín, nó mất nhiều thứ lắm. Dạ. Cho nên là có sao thì mình cứ chia sẻ vậy thôi, chứ đừng có lên đây mà nghĩ rằng là không ai biết là một cái sai lầm lớn. Cứ em ở nơi chị ở nơi không, chị không biết em không biết chị, mà cái sai lầm đó là yeah. là làm cho con người mình tổn thương rất là nhiều. Dạ đó. Dạ. Vì lên chương trình của Thành Nguyên là tất cả người Việt sống trên toàn thế giới, ai xem chương trình này người ta sẽ biết hết, chứ không có phải là chỉ cá nhân người tới phỏng vấn và Thành Nguyên ngồi với nhau trò chuyện với nhau không đâu. Không biết là ngày hôm nay chị Hài lặn lội cái quãng đường từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh để gặp Thành Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các anh nào? Chị cũng coi kênh của em, chị cũng muốn lên gặp em. Em coi có người nào để kết nối với chị. Dạ. Yeah. À có cái vấn đề này em phải hỏi chị Hài này. Thế rồi 10 năm qua, mười mấy năm qua rồi chị không có tìm hiểu thêm ai khác rồi chị có thấy khó chịu trong người không? Không, chị không có, tại vì chị không có suy nghĩ tới. À, không suy nghĩ tới. Không suy nghĩ tới, cứ thương con nhiều hơn. Tại vì lúc nào cũng thấy đi đâu cũng thấy, cứ đật đi mà đi chưa có về tới nhà là nóng ruột. Nóng ruột lắm, lúc nào cũng phải ở trong nhà, mà về tới nhà rồi là mừng.
là trước hết là nhìn thấy con là yên lành, gia đình yên ổn và yên vui. Nên chị cũng có suy nghĩ tới. À, là mười mấy năm qua là không có suy nghĩ tới về việc lập gia đình. Không suy nghĩ là nhiều người ta cũng an ủi lắm. Cái chị bảo thôi, biết đâu người ta giúp mình hay không, là lại gặp cái người không thiệt tình với mình thì mình khổ hơn. Nên chị không có muốn. Để tới bây giờ con lập gia đình hết rồi, cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn. Với lại con nó cũng an ủi. Thôi thì ở với mẹ đi. Và hôm nay cũng nói mẹ đi nha. À, thì sau này con cái có động viên thì cũng suy nghĩ tới, nhưng mà sau khi xem kênh của Thành Nguyên thì cái động lực nó thúc đẩy mạnh hơn, đúng không? Rồi thì các anh sau này mà tới với chị Hài đó thì chỉ mong muốn cái độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu? Chị thích lớn hơn. Bằng ít hơn 1-2 tuổi thì sao? Ít hơn 1-2 tuổi thì nếu mà chị cảm thấy có tình cảm thì đến cũng được. Cũng được ha. Nhưng mà mình vẫn ưng những người lớn tuổi hơn ha. Ít là lớn tuổi. Chị Hải năm nay là năm 2. Năm 2 thì hơn 50 tuổi thì tầm khoảng 60-62 đổ lại. Vâng, cái điều kiện cũng như là cái hình thức của người đó thì chị Hải mong muốn sao? Vậy là chị muốn người đó là gia đình, người đó là có công việc ổn định chút xíu, sức khỏe đầy đủ. Thì ngoại hình thì cũng tập khu cũng được chẳng hết. Coi được mắt luôn. Rồi em lấy cái ví dụ, nếu như mà anh đang còn ở với con cái trong nhà thì có vướng bận gì cho chị Hài không? Nếu mà con cái mà ở trong nhà mà muốn thì muốn riêng qua cũng hay hơn. Tại vì nhiều lúc mình ở lâu ngày thì nó cũng sẽ có ngày va chạm. Thành Nguyên thì Thành Nguyên hỏi vậy thôi, nhưng thực ra nếu như cái độ tuổi mà chị Hải mong muốn á, thì em nghĩ là con cái bây giờ người ta cũng lớn và trưởng thành hết rồi, cũng tư riêng hết rồi. Cái vấn đề này là rất là nhiều các anh các chị hỏi Thành Nguyên là chị Hải có phân biệt vùng miền không? Ví dụ như là mình đi về làm dâu ở miền Trung, miền Bắc gì đó. Thì cứ nói chung là ở trong miền Nam này thôi. Chỉ thích miền Nam hơn. Còn miền Trung, miền Bắc mà các anh ngoài đó thương chỉ thì chỉ tính sao? Xa quá. Xa quá ha. Xa quá đi về sao được. Muốn là muốn cứ ở bên này 5-3 tháng, ở bên kia 5-3 tháng. Rồi mà mình lấy tình cảm bên này, mình lấy cả tình cảm bên kia sống. Đi lại, có cái chỗ đi lại cũng muốn. Con cháu mình dạy về được mà con cháu ở bên kia cũng về được. Nên là chị thích gần gần để đi lại cho nó tiện hơn, đúng không? Thì Thành Nguyên cứ hỏi vậy rồi anh nào mà thấy phù hợp thì tiến tới thôi. Thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của chị Hài thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Không biết là có cái điều gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà chị Hài muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? Thôi thì tinh thần cứ vậy ha chị ha. Những cái ý chính thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Những cái tâm tư, những tình cảm của chị Hài thì chị cũng đã chia sẻ đây. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng tải cái clip này lên. Rồi anh nào mà thấy chị Hài dễ thương, dễ mến, phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên. Rồi Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối thôi. Rồi ok chị Hài. Trước mắt là cứ vậy đi. Còn việc của chị Hài sau chương trình này là cứ chờ thông tin. Có thông tin nào từ các anh thì các anh cứ đến kết nối rồi cứ bày tỏ lên. Rồi ai mà vừa mắt mình thì chỉ cứ cho Thành Nguyên hay ha.
Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên trong những chương trình mà Thành Nguyên đã đăng tải lên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để không bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Rồi ok chị Hà nhé, tinh thần cứ vậy ha. Rồi em cũng chúc cho chị trên đường về bình an cũng như là sau một cái năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Tất cả trên chị em trên cộng đồng mạng cùng đồng và mạnh. Dạ. Rồi ok chị ha. Rồi chào chị.